Chào mọi người đã đến với vlog của Coco TV. Như là tiêu đề video hôm nay, chúng mình sẽ cùng đi khám phá quả hồng ở Hàn Quốc xem có gì hay ho nhé mọi người. Mình đã lặn lội 20 km để làm bài review này. Đây là phía trước đường vào của công viên này. Hiện tại thì bên Hàn hôm nay đang được nghỉ lễ nên mọi người đến đây rất là đông. Kết quả là tất cả km và nhà mình đang nhích từng tí một đây. Mình đã vào phía trong công viên rồi, vé vào cổng hiện tại là 7.000 won một người, tức là 140k tiền Việt nha mọi người. Sau khi đỗ xe thì được phát một cái bản đồ vì trong này khá là rộng ấy. Mình sẽ để tên công viên ở đây cho mọi người tham khảo nếu mà ở gần đây đi nhá. Mình gà trước đây cứ tưởng là người ta nhuộm cỏ này mà không phải, là nó là cây quả hồng thật mọi người ạ. Đây là bản đồ này mọi người ơi. Bây giờ mọi người đi theo mình nhá. Hôm nay thì quả caramel là chồng mình, dù là đã đào tạo rất nhiều nhưng mà trình quay vẫn kém lắm. Ai có chung nỗi khổ với mình không? Cảnh đẹp lắm mọi người ạ, nếu mà có cơ hội thì mọi người đến đây sống ảo nhá. Bây giờ mình sẽ chụp và quay sống ảo các kiểu, chút nữa thì mình sẽ đi tiếp nhá. Không phải là chỗ quả hồng duy nhất, còn một sườn quả hồng mênh mông ở trên dốc cao nữa. Mà mãi một lúc sau khi mình leo lên thì mình mới biết. Nhưng mà đáng tiếc là lúc mình lên thì hết nắng rồi nên là không chụp được nhiều. Nên là mình chỉ giữ lại những video mà mình quay ở lúc mình lên dốc này thôi. Mọi người xem video thì có thể thấy mức độ hâm của mình, nhưng mà may là không sao, đã có người chịu lấy rồi mọi người ạ. Bây giờ leo lên tiếp là chỗ tiếp tế đồ ăn, có khoai tây xoắn, hot dog, đồ ăn, cà phê nước ngọt các thứ, và một vài nhà hàng quán cà phê nữa, siêu thị tiện lợi nữa. Ông xã và con mình thì đói rồi nên là cho hai người vào ăn, còn mình thì đi khám phá tiếp đây. Ở đây là một cái bể bơi, nhưng mà một cái bể bơi này không có nước, chắc là bây giờ lạnh nên là họ không bơm nước. Ôi trời, đông người quá. Lên trên này là chỗ khu vui chơi trẻ em ấy, nhiều trò chơi nên là thấy đông trẻ em đấy. Ô người quen. Mình vừa gặp chị bạn ở đây, nhưng mà đáng tiếc là chị ấy đã chụp ảnh xong, đi chơi xong và bây giờ đi về rồi, nên là mình đã tiếp tục hành trình thôi. Đi lên trên tiếp thì là một khu vui chơi có nhiều khủng long ấy mọi người. Tí nữa mình sẽ dắt con mình lên trên này đi chơi vậy. Đường lên dốc thì là suối, nước suối chảy từ trên xuống, nhưng mà chắc mùa này nên là hơi ít nước suối. Má ơi, đây là đường, có một đường chỉ lên trên kia là một sườn quả hồng rộng mênh mông mọi người ạ. Mà mãi lúc mình leo đây mình mới biết. Bên sườn này thì có nhiều gia đình đi cắm trại này mọi người. Kích thích quá, lần sau mình sẽ rủ bạn bè đi thử một lần xem sao. Ông xã mình thì đã đuổi kịp
ăn xong và đuổi kịp theo mình rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên chỗ sườn cỏ hồng nút ở bên trên kia nhé mọi người nhé. Hết cỏ hồng thì là một vườn hoa này. Hoa gì mình không biết tên ta. Hoa đồng tiền à? Điểm đến cuối cùng là vườn khủng long này mọi người. Trời ơi, cái con này nó cao to dữ vậy. Mấy chú khủng long giả này phát ra tiếng với lại lúc lắc cái đầu nên là các em bé thích lắm. Vì chiều nay là mình đi hơi muộn nên là cũng sắp tối rồi. Ông xã mình một chút nữa sẽ cho con mình đi chơi các trò chơi. Theo mình thì đây là địa điểm khá là ok nhé mọi người. Cảnh đẹp cho mẹ chụp ảnh nè, nhiều trò chơi cho các con và có đầy đủ các nhà hàng ăn uống, cà phê và có cả khu cắm trại nữa. Nên đến nếu mà mọi người ở gần đây nhé. Bây giờ đói rồi nên là mình chuẩn bị đi về. Mình muốn rủ ông xã đi ăn tối một chút nữa. Trung thu nên là bây giờ là lúc có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất mọi người ạ. Đây là bữa tối của nhà mình hôm nay mọi người ạ. Tự nhiên hôm nay trời lạnh lạnh thèm chân giò cay nên là phải hành ông xã đưa đi ấy. Nhìn hấp dẫn không mọi người ơi. Mình đã order một combo nửa cay nửa không cay này. Vì có em nhỏ nhà mình đi cùng ấy. Món chục bay này là món ưa thích của cả hai vợ chồng nhà mình nên là chỉ cần rủ phát là chồng lên đường ngay. Bây giờ đang trung thu nên là đi quán nào cũng đông khách lắm nên bây giờ mới tìm được chỗ ngồi đây. Banchan thì toàn các món đơn giản thôi, nhưng mà được cái là thịt ngon nên là chấp nhận được. Salad thì cũng ngồi ổn mọi người ạ. Đây là trung thu đầu tiên mình xa nhà ấy, không được đi rước đèn nữa rồi. Nhưng mà được cái là có hai tình yêu to đùng bên cạnh nên là cũng được an ủi phần nào mọi người ạ. Xin giới thiệu cái bộ tròn xe kia là của ông xã mình mọi người ạ. Vì lấy con vợ hay rủ dê quán xá nhiều ấy nên là ông ấy béo tròn lúc nào không biết ạ. Em chồng mình thì cũng đang làm việc ở gần đây ấy, thế là chạy qua ăn luôn cùng với hai vợ chồng. Mình thì không ăn được cay đâu nhưng mà không thể bỏ qua món này được mọi người ạ. Gia yêu nhà em cũng thích món này lắm nhưng mà phần là phần chân giò không sốt mọi người ạ. Để ý cái nét để ý cái nét ăn của em nha mọi người nhá. Xấu người xấu phần nét đấy. Giờ chúng em thấy trong menu có mì tôm mọi người ạ, nên là phải order ngay một bát mì tôm cay cay trong lúc trời đang se lạnh này. Họ cho một cái bếp ga mini xinh xinh để đun nồi nước pha mì tôm mọi người ạ. Đáng yêu quá. Bây giờ em trổ tài đứa công gia chánh với kinh nghiệm úp mì tôm 26 năm của mình đây mọi người ạ.